Tại sao rắn hổ chúa lại là vua của loài rắn? Sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Từ lâu loài người đã xem vua của loài rắn chính là rắn hổ chúa. Ngoài ra chúng còn được tôn sùng trong các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt ở Ấn Độ. Mặc dù rắn hổ chúa sở hữu nọc độc cũng không quá mạnh, yếu hơn rất nhiều loài rắn ở Việt Nam như cạp nong, cạp nia, rắn biển, vân vân, và chúng cũng không nhanh như rắn mamba đen, nhưng ở chúng lại có hội tụ đủ các yếu tố của một vị vua. Thứ nhất, về kích thước, rắn hổ chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài trung bình của một con trưởng thành là khoảng 4 đến 5 mét, con khủng nhất được ghi nhận dài tới là 7 mét. Đặc biệt ở Việt Nam còn có những con kể lại dài vài trăm mét. Thứ hai, về khả năng kháng độc, chúng kháng tất cả các loại độc của mọi loại rắn khác, cho đến hiện nay chưa từng có trường hợp ghi nhận nào cho thấy nọc độc của con mồi có thể giết chết rắn hổ chúa. Mặc dù những con mồi có nọc độc nguy hiểm của rắn hổ chúa là rắn cạp nong, cạp nia, rắn hổ mang Ấn Độ, rắn lục đuôi đỏ, vân vân.